Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn giảm sóc trước của dòng xe Mitsubishi Outlander. Cách để các bạn hiện nay thì phân biệt giữa hàng xịn China và xịn Nhật Bản. Thì hai cái giảm sóc này, để cách các bạn phân biệt được hàng xịn Mitsubishi China và Mitsubishi Nhật Bản này nó khác nhau như thế nào, thì mình sẽ chỉ cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ hơn khi các bạn mua hàng. Đây là giảm sóc. Thì như trên tay tôi đang cầm đây là một cái, và đây là cái hàng xịn chính hãng của Mitsubishi Nhật Bản này. Và đây là hàng xịn Mitsubishi China, cũng đều là hãng Mitsubishi. Mitsubishi là công ty toàn cầu, vì vậy là ở thị trường, có thể ở thị trường Nhật Bản thì là do một vendor tại Nhật Bản sản xuất, và một ở thị trường của China thì cũng là vendor của Mitsubishi sản xuất, nhưng nó sản xuất tại China nên là bao giờ nó có, đấy là hai cái điểm nó sẽ các bạn phân biệt được. Và cái này nó liên quan đến giá thành của các bạn khi các bạn mua hàng. Ví dụ như là khách yêu cầu đúng chuẩn chính hãng của Nhật Bản thì giá thành nó sẽ cao hơn, nhưng cũng cùng với hàng chuẩn theo đúng tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi, nhưng sản xuất tại Trung Quốc, tại China thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Và mình sẽ minh bạch giữa hai cái hàng này để các bạn có thể rất rõ ràng khi các bạn mua hàng, các bạn có thể tự các bạn phân biệt được, biết được là mình đang mua hàng gì. Đấy, để tránh trường hợp khi chúng ta mua hàng mà không đúng với số tiền mà các bạn bỏ ra. Thì cơ bản các bạn nhìn, thứ nhất là mình khẳng định là hai cái hàng này đều theo tiêu chuẩn hãng Mitsubishi, thì chất lượng hàng thì là tương đương nhau. Đấy. Bởi vì mình nhập đây là trực tiếp từ hãng Mitsubishi, nhưng chủ yếu là do hai nhà cung cấp, hai nguồn khác nhau, một nguồn là từ Nhật Bản và một nguồn từ Mitsubishi China. Đấy, thì vậy thì hai cái này nó khác nhau điểm nào? Về cơ bản các bạn thấy là tất cả các điểm nó đều giống nhau, y xì nhau, không khác một cái gì cả. Và chất lượng thì theo đúng tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi, đều theo đúng cái tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi. Nhật khi người ta sản xuất thì bao giờ cũng thế, theo đúng cái tiêu chuẩn thì mới được cung cấp vào trong nhà máy. Đấy, các bạn nhìn từ cái đường nét đấy, cái điểm sơn đều rất giống nhau, y xì nhau. Đấy, vậy thì làm sao chúng ta phân biệt được thì cái thằng nào là thằng hàng Mitsubishi Nhật và thằng nào là thằng hàng Mitsubishi China? Thì các bạn để ý đây, mình sẽ chỉ các bạn, nó chỉ khác nhau cái điểm này thôi. Đấy, anh em sẽ nhìn. Đấy, các bạn thấy đây. Đó. Đều do hãng Mitsubishi anh em nhé. Đều hãng Mitsubishi hết. Đó. Và đây là đúng theo tiêu chuẩn. Nhưng nó có chữ đây, China. Anh em nhìn này, đúng không ạ? Đây. Đây China. Đó. Và thằng đây, cái thằng Mitsubishi Nhật đây. Nhật đây, nó sẽ như nào? Đó. Chữ nó hơi khó tí, mà điện thoại mình quay thì nó không được chuẩn. Đó các bạn nhìn. Đấy. Đúng chưa? Các bạn thấy phân biệt được chưa? Cái thằng China thì nó có thêm một chữ China ở bên cạnh này. Đấy, các bạn khi mà các bạn mua hàng thì các bạn hoàn toàn yên tâm, các bạn cứ nhìn đấy là các bạn biết. Đấy. Các bạn phân biệt được thằng nào là xịn China và thằng nào xịn Nhật. Giữa giảm sóc hàng xịn Nhật và hàng xịn ngoài. Đấy, thì anh em trong quá trình mua hàng này các bạn đã hoàn toàn đây chủ động để các bạn phân biệt được.